Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của bốn tịnh lự mà học, là học trí nhất thiết trí chăng, vì sự tận của bốn vô lượng, bốn định vô sắc mà học, là học trí nhất thiết trí chăng, nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của bốn tịnh lự mà học, là học trí nhất thiết trí chăng, vì sự ly của bốn vô lượng, bốn định vô sắc mà học, là học trí nhất thiết trí chăng, nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của bốn tịnh lự mà học, là học trí nhất thiết trí chăng, vì sự diệt của bốn vô lượng bốn định vô sắc mà học là học trí nhất thiết trí chăng nếu đại bồ tát vì sự vô sanh của bốn tịnh nữ mà học là học trí nhất thiết trí chăng vì sự vô sanh của bốn vô lượng bốn định vô sắc mà học là học trí nhất thiết trí chăng nếu đại bồ tát vì sự vô diệt của bốn tịnh lự mà học là học trí nhất thiết trí chăng vì sự vô diệt của bốn vô lượng bốn định vô sắc mà học là học trí nhất thiết trí chăng nếu đại bồ tát vì bản lai tịch tịnh của bốn tịnh lự mà học là học trí nhất thiết trí chăng vì bản lai tịch tịnh của bốn vô lượng bốn định vô sắc mà học là học trí nhất thiết trí chăng nếu đại bồ tát vì tự tánh niết bàn của bốn tịnh lự mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh niết bàn của bốn vô lượng, bốn định vô sắc mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát, vì sự tận của tám giải thoát mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự tận của tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát, vì sự ly của tám giải thoát mà học là học trí nhất thiết trí chăng? vì sự ly của tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng nếu đại bồ tát vì sự diệt của tám giải thoát mà học là học trí nhất thiết trí chăng vì sự diệt của tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của tám giải thoát mà học, là học trí nhất thiết trí chăng vì sự vô sanh của tám thắng xứ chín định thứ đại, mười biến xứ mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của tám giải thoát mà học, là học trí nhất thiết trí chăng vì sự vô diệt của tám thắng xứ chín định thứ đại, mười biến xứ mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của tám giải thoát mà học là học trí nhất thiết trí chăng, vì bản lai tịch tịnh của tám thắng xứ chín định thứ đại 10 biến xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng, nếu đại Bồ Tát vì tự tánh niết bàn của tám giải thoát mà học là học trí nhất thiết trí chăng, vì tự tánh niết bàn của tám thắng xứ chín định thứ đại 10 biến xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng hết quyển thứ 338